Chào các bạn, rất vui gặp lại các bạn trong kênh nấu ăn của Lan Lê miền Tây. Hôm nay mình sẽ chia sẻ đến các bạn cách nấu gà nấu nấm đông cô. Với món gà nấu nấm đông cô này nè, thì trong cái dịp gia đình các bạn có đám đó, mình nấu cái món này, mình làm cái món chính trong cái bữa đám trong gia đình mình cũng rất là ngon luôn. Vừa đơn giản dễ làm nè, ăn lại rất ngon, không có ngán miệng nữa. Và nếu như mà gia đình mình có khách đó, thì gia đình mình nấu cái món gà nấu nấm đông cô này nè, để đãi khách ăn với bún rất là ngon mà không có ngán miệng nữa. Trước tiên thì mình sẽ có một con gà. Gà này mình mua 1 kg đến 1 kg lô 2 nha. Khi mua về các bạn nhổ sạch lông lại nè. Rồi mình rửa với gừng á, mình mua khoảng 50g gừng các bạn giả nhuyễn. Mình rửa sạch phần trong phần ngoài. Rồi các bạn ngâm để đó, để khoảng tầm 5 phút sau mình rửa sạch lại. Và mình để cho con gà thật là ráo nước như mình làm như thế này nha. Tiếp theo thì mình sẽ có là 50g nấm đông cô khô. Khi mà mình mua về các bạn ngâm với nước, mình nấu nước ấm, các bạn ngâm khoảng 2 giờ đồng hồ nó sẽ nở được như thế này. Và mình vắt thật là ráo nước, các bạn rửa 4-5 lần nước nha. Một củ cà rốt 150g, 2 củ khoai tây 150g và một củ hành tây 150g luôn. Cà rốt, khoai tây và hành tây nè, mình cũng đã gọt vỏ và mình rửa thật là sạch sẽ rồi. Nấm đông cô là mình dùng loại nấm khô, còn nếu mà các bạn dùng nấm tươi á, thì mình dùng khoảng là 200g nấm tươi nha. Gà thì mình sẽ chặt ra thành những miếng vừa ăn, các bạn chặt như mình như thế này, hoặc là tùy theo ý thích các bạn, muốn chặt lớn thì mình chặt lớn một chút xíu, còn muốn chặt nhỏ thì mình chặt nhỏ một chút xíu nha. Gà mình là loại gà vườn, gà tơ cho nên là nấu cũng rất là mau mềm. Bây giờ mình sẽ chuẩn bị nguyên liệu để mà mình ướp gia vị, ướp cái phần gà trước đó. Mình có một muỗng cà phê dung nước mắm ngon nè, một muỗng canh hành tím mình băm nhuyễn và một muỗng canh hành cộng hành lá mình đó. Các bạn cũng đập chập băm nhuyễn để mình ướp phần gà nó sẽ rất là thơm. Nửa muỗng cà phê bột ngọt, một muỗng cà phê hạt nêm và một muỗng lưng cà phê đường cát. Màu dầu điều các bạn chuẩn bị là một muỗng canh màu dầu điều. Nếu mà các bạn không thích cái màu dầu điều mình không để cũng được, không sao. Mình để cho có cái màu nó đẹp lên một chút xíu á các bạn. Bây giờ mình sẽ cho cái phần màu dầu điều vào, mình ướp cái phần gà luôn nè. Nước mắm nè, đường, bột ngọt nè, hạt nêm, hành tím và hành lá các bạn cho vào hết luôn. Tại vì phần này là mình ướp cái phần gà trước cho nên là mình sẽ cho vào hết. Một lát nữa mình chia sẻ đến các bạn cái phần đường bột ngọt á, để mà mình nêm cái phần nước của gà sao nha. Mình dùng đũa các bạn trộn đều lại nè, cho thấm gia vị. Rồi mình sẽ lấy cái nắp các bạn đậy kín lại. Mình để khoảng 30 phút để cho gà của mình nó thật là thấm gia vị á. Đến khi đó mình nấu gà mình ăn nó sẽ rất là ngon luôn. Còn không có thời gian các bạn có thể để 1-2 giờ sau cũng được. Mình để vào ngăn mát tủ lạnh á. Bây giờ mình sẽ xắt đến cái phần khoai tây nè và nấm nè. Nấm thì hơi lớn cho nên là mình sẽ chẻ ra làm hai. Nếu mà nấm nhỏ các bạn để nguyên cũng được ha. Khoai tây thì mình sẽ chẻ ra thành 4 miếng, bởi vì khoai tây của mình nó cũng hơi nhỏ cho nên là mình để nguyên, mình không có chẻ ra nha. Còn nếu như gia đình mình thấy củ khoai tây nó hơi lớn quá, mình chẻ ra thành miếng nhỏ lại cũng được. Cà rốt thì mình tỉa bông như mình nè, còn nếu mà các bạn không thích tỉa bông, mình sẽ cắt thành những cái miếng nhỏ nhỏ cũng được, không cần tỉa bông cũng được ha, mình tỉa bông cho đẹp thôi. Phần hành tây mình cũng cắt chẻ ra nè, các bạn chẻ ra thành làm tám như thế này. Rồi mình sẽ tách ra thành những miếng nhỏ nhỏ để một lát nữa mình cho vào nồi cái thịt gà của mình á, nấu rất là thơm và ngon luôn. Mình nấu món gà nấu nấm đông cô nhưng mà mình kèm thêm khoai tây với cà rốt. Nếu mà các bạn không thích á thì mình có thể để cái phần nấm đông cô không cũng được, các bạn mua nấm thêm nhiều một chút xíu, mình sẽ không để cà rốt và khoai tây. Tiếp theo cái phần gia vị để mà mình nêm nếm cái phần gà nấu nấm đông cô của mình. Mình có là nửa muỗng lưng cà phê muối, một chút xíu tiêu nè. Đường thì mình dùng là 2 muỗng cà phê đường, 1 muỗng cà phê bột ngọt, 2 cọng hành lá các bạn cắt dài dài như mình như thế này, và 3 cọng ngò rí mình cũng đã lặt rửa sạch sẽ rồi, 1 muỗng canh dung tỏi băm. Và cái phần nước để mình nấu thì mình chuẩn bị là 1 lít nước dừa tươi. Bây giờ mình mở lửa lên nè, mình cho chảo lên cái bếp, rồi các bạn cho vào đây là 1 muỗng canh lưng dầu ăn. Tỏi lúc nãy mình chia sẻ các bạn chia làm hai, phần nữa các bạn cho vào chảo để mình khử cái phần rau củ của mình. Còn phần nữa một lát nữa mình sẽ làm đến cái phần gà nha.
Tỏi mình phi dừa vàng lên, các bạn đừng để cho nó đen quá nha, đen quá thì ăn không tốt cho sức khỏe. Mình cho cái phần nấm đông cô vào, các bạn xào nè. Mình xào trước như thế này á thì cái nấm của mình ăn sẽ không có bị hôi, ăn rất là thơm nè. Xong rồi các bạn đậu khoảng tầm chừng 1 phút nè, rồi cái mình sẽ cho cái phần khoai tây và cà rốt vào luôn. Rồi cái mình xào tiếp tục nữa, các bạn xào tầm thêm 2 phút nữa là tổng cộng là 3 phút nha. Mình xào cho cái phần cà rốt với khoai tây á, nó săn lại. Đến khi đó mà các bạn nấu á thì nó sẽ không có bị nhừ nát nè. Được 3 phút rồi nè, thì bây giờ mình sẽ tắt bếp. Các bạn nhắc xuống thì cái mình chuẩn bị một cái nồi mình để lên nè. Mình cho vào đây một muỗng canh dầu ăn tiếp tục nữa. Khi dầu đã nóng cái mình cho phần tỏi lúc nãy còn lại đó, các bạn cho vào hết. Mình phi cho tỏi nó vàng, vừa vàng tới như thế này. Rồi mình cho phần gà lúc nãy mình ướp gia vị nè, mình cho vào. Các bạn xào cho nó săn cái phần thịt gà này. Màu đẹp hấp dẫn vô cùng luôn các bạn và rất là thơm luôn. Mình xào đồ khoảng tầm chừng 3 đến 5 phút nha. Đó, các bạn xào qua xào lại như mình như thế này nè. Thịt gà của mình nó thật là săn á. Và khi mà mình nấu á thì sẽ không có nghe cái mùi tanh nè. Và gà không có nghe mùi hôi nữa. Rất là thơm luôn. Khi mà các bạn xào nó săn lên được rồi á thì mình mới cho cái phần nước dừa vào mình nấu nha. Gà các bạn nấu nấm mà nấu với nước dừa thì không còn gì bằng luôn. Ăn kèm với bún á thì rất là ngon và không có ngán miệng nữa. Mình xào qua xào lại nó săn, thật là săn rồi nè các bạn nhìn thấy ha. Miếng gà mình nó săn nó ngon quá trời luôn. Bây giờ mình sẽ cho cái phần nước dừa vào mình nấu nha. Mình cho hết cái phần nước dừa vào. Mình sơ cho đều đi. Rồi mình cho gia vị vào luôn. Gà của mình là gà thả vườn, gà tơ cho nên là nấu rất là mau mềm. Khi mà các bạn cho gia vị vào và nước dừa vào xong rồi nè, thì mình nấu độ tầm khoảng là 5 phút. Rồi mình sẽ cho cái phần rau củ lúc nãy mình xào đó các bạn cho vào nha. Còn nếu mà các bạn mua gà mà lỡ hơi cứng một chút đó, nó hơi già xíu á, thì các bạn nấu tầm khoảng chừng 10 phút rồi mình cho cái phần rau củ vào. Khi sôi lên có bọt á, các bạn hớt sạch hết những phần bọt này nha. Và mình mở lửa vừa thôi, đừng có quá lớn và cũng không có quá nhỏ. Nấu được 5 phút rồi á, thì bây giờ mình sẽ chuẩn bị mình cho cái phần rau củ vào. Khi mà cái phần rau củ các bạn cho vào đó, thì mình nấu thêm khoảng 7 phút. Là cái phần rau củ với nấm của mình nó chín vừa tới luôn á, ăn sẽ rất là ngon. Và khi mình cho phần rau củ vào rồi, các bạn sơ nhẹ thôi. Mình trộn cho đều cái phần gà với phần rau củ với nấm nè. Rồi các bạn đè đè xuống nha, mình đừng có sơ quá. Nếu mà mình sơ quá thì cái phần cà rốt với khoai tây của mình nó bị bể. Và thịt gà mà chín mềm quá nó cũng bị bể. Đến lúc đó thì nhìn nó sẽ không có đẹp mắt và ăn sẽ không có được ngon nha. Thì tổng thời gian mình nấu gà với nấm này á, thì mình nấu là 12 phút. Các bạn nấu khoảng thêm 15 phút cũng được nha. Thì bây giờ rà và nấm của mình á, cũng đã chín rồi. Các bạn nêm nếm lại. Nếu có thiếu gia vị gì á, thì các bạn có thể cho thêm vào giùm mình. Bởi vì mỗi người mỗi khẩu vị khác nhau đó. Nhiều khi mình nêm mình thấy vừa ăn mà lại không vừa miệng với các bạn nữa. Cho nên là các bạn nêm nếm lại giùm mình nha. Thời gian mình nấu thì gà và nấm cũng đã chín rồi. Bây giờ mình sẽ cho cái phần hành tây vào. Hành lá và ngò gí các bạn cũng cho vào luôn ha. Và mình cho xíu tiêu lên. Là mình tắt bếp, mình đem ra mình thưởng thức được rồi. Cách làm rất là đơn giản luôn nè. Trong những dịp nhà mình có đám á, các bạn nấu món này thì mình đãi khách đi. Ăn với bún rất là ngon mà không có ngán miệng nữa. Thì bây giờ mình sẽ tắt bếp và mình đem ra dĩa để mà cho các bạn thưởng thức với mình nha. Nhìn rất là hấp dẫn luôn nè. Rất là thơm luôn. Mình nấu không có nghe một chút mùi hôi. Và cái mùi nấm đông cô của mình cũng vậy nên các bạn làm sạch như mình như vậy đi. Ăn nó rất là thơm và cái nấm mình ăn rất là ngọt nữa nè. Cách làm vô cùng đơn giản phải không các bạn? Chỉ cần mình bỏ ra một ít thời gian thôi. Mình có một món gà nấu nấm ngon lành như thế này để mà mình nấu trong những ngày gia đình mình có đám nè, hoặc là có khách khứa gì đó, các bạn nấu để đãi khách thì không còn gì bằng luôn. Bây giờ mình mời các bạn thưởng thức cùng mình ha. Mình ăn kèm với bún á, ăn nóng sẽ rất là ngon nữa. Thì video của mình đến đây cũng đã kết thúc rồi. Nếu yêu quý xin các bạn cho mình một lượt chia sẻ, một like và một đăng ký kênh. Các bạn nhớ nhấn cái chuông ở bên tay phải màn hình điện thoại của mình đó. Đến khi mình có ra video mới, các bạn có thể theo dõi ủng hộ giùm mình luôn.
Chào tạm biệt các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.